Xin chào các bạn, cũng đã lâu thầy chưa làm một cái video về chia sẻ một số các cái thao tác ngắn gọn trong cái quá trình để chuẩn bị cho cái việc học lập trình. Hôm nay thầy trò mình sẽ cùng tìm hiểu với cái cách làm việc dữ liệu vào ra kiểu tệp trong Python, và phần mềm ta sử dụng ở đây đó chính là phần mềm của PyCharm. Đấy, là một trong những cái ứng dụng để viết cái lập trình và các bài toán giải bởi ngôn ngữ lập trình Python. Như các bạn đã biết, ở trong các cái đề thi học sinh giỏi hiện nay thì bài làm bắt buộc phải sử dụng kiểu dữ liệu vào ra kiểu tệp. Thì khi đó thì bài làm của các em mới được chấm bởi phần mềm chấm chuyên nghiệp, chấm tự động được thì nó mới ra điểm được. Vậy thì khi chuyển từ ngôn ngữ Pascal và C cộng cộng sang Python thì cái kiểu đọc dữ liệu nó cũng có sự thay đổi đáng kể. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm quen và thao tác đơn giản. Ta mất khoảng 3 phút là ta có thể lại làm thành thạo với nó. Ta bắt đầu nhé. Trong một bài thi thì có đề bao gồm có lời dẫn, có dữ liệu vào, dữ liệu ra. Ví dụ ta lấy một cái bài tập ở đây. Và ví dụ như bài này, đề bài có lời dẫn, có đề chỉ ra là dữ liệu vào là từ bài một lúa.inp mà ở đó ghi hai số nguyên dương A và B, và kết quả ghi ra bài một lúa.ao và với kết quả tìm được. Ở dưới đó người ta có một cái bảng ghi quy định tên file input và quy định tên file output tương với test này thì kết quả sẽ ra như sau. Vậy thì thao tác ở trên phần mềm PyCharm chúng ta sẽ cần làm như sau. Đầu tiên thì ta sẽ khởi động chương trình PyCharm. PyCharm có nhiều phiên bản. Phiên bản thầy đang sử dụng là bản Community, phiên bản 2022. Thì ta chọn chữ nút New Project để tạo project mới. Tên này, bài này thầy đặt tên nó là bài một lúa bởi vì project của thầy tên nó là bài một lúa. Theo yêu cầu của đề bài, ta nên có thói quen đặt project theo tên của cái file đề bài quy định. Đây, tên của file đề bài quy định nó quy định ở đây. Rồi nó quy định ở trong đề, phía bên trên đây, đó các bạn, ở chỗ này. Đấy. Rồi bây giờ ta sẽ bắt đầu trên phần mềm PyCharm, ta bắt đầu soạn thảo chương trình. Để làm việc với tệp, ta sẽ khai báo một cái biến fi. Các bạn đặt có thể đặt tên là tệp vào, tệp ra. Ở đây thầy hay sử dụng cái chữ fi là file in, file out. Để mở một cái tệp đã có, Python cho cấu trúc câu lệnh open mở ngoặc tên tệp cần mở phẩy tham số để mở. Đây là tên tệp cần mở của file in, nó được quy định ở trong đề. Đấy, nó được quy định ở đây. Vì tên tệp rồi tham số để đọc là R, viết tắt của chữ read tương ứng với chức năng là đọc. Đấy. Thì khai báo một cái biến eval là tên file mở. Thì câu lệnh vẫn sử dụng câu lệnh open để mở tệp với tên là bài một lúa.out, và ở đây ta sử dụng chữ V, viết tắt của chữ write là để viết. Nhớ là ở đây là chữ R và chữ V ta sử dụng chữ thường. Tên tệp chữ thường hay chữ hoa đều được. Khi đó thì ta nhìn như sau. Bởi vì ví dụ như với bài toán này, file input của thầy là có số A và số B, nó nằm trên cùng một hàng. Vậy thì khi đọc dữ liệu trong Python nó sẽ khác so với ở trong thằng Pascal và C cộng cộng. Đó là việc đọc thằng A và thằng B này trên cùng một dòng thì ta có nhiều cái thủ thuật đọc. Trong đó một trong những thủ thuật đó là thầy hay đọc nó vào một sâu ký tự. Thầy đọc cả cái số 4, 5, 2, 5 này vào một sâu ký tự. Tương ứng nó là cái câu lệnh là sử dụng đọc từ tệp fi đọc hết một dòng. Đấy. Và sử dụng câu lệnh split là để tách nó ra. Như vậy thì sâu SN của thầy nó sẽ chứa cái thằng 4, sâu 4 và sâu 2, 4, 5. Và như vậy thì nó trong sâu SN nó có hai sâu, sâu thứ nhất là SN0 và SN1. Sâu SN0 chứa số 4, sâu SN1 chứa số 2, 4, 5. Lưu ý sâu trong Pascal và Python, trong Python và C cộng cộng nó đánh số thứ tự từ 0.
Như vậy thì sau khi đọc xong và sử dụng thủ tục split là để tách bởi cái dấu cách ra, thì khi gặp thằng split này thì cái sông này nó sẽ được tách thành từng cụm một và nó cách nhau bởi dấu cách. Khi đó thằng SN0 sẽ là cái số nguyên đầu tiên là thằng này và SN1 là thằng này. Khi đó vì nó là một sâu ký tự, muốn chuyển nó sang kiểu số nguyên ta sử dụng, ta ép nó sang kiểu dữ liệu INT nha, ta sử dụng INT ép cái số này thành kiểu số nguyên và thầy gắn vào biến A. Thằng SN là số 245 khi nãy, là cái thằng thứ hai, thầy ghép nó vào thằng B. Nếu ở trong file in của mình mà có thêm một cái số C nữa, ví dụ đây thầy có số 67, đây là số C, thì khi đó ở trong chương trình thì các bạn sẽ khai báo thêm cái biến C, nó sẽ bằng là INT của thằng SN thứ mấy. Cái số đầu tiên là thằng A là S0, cái số thứ hai là S1, thì cái số thứ ba nó sẽ là S2. Đấy, các bạn nhớ điều đấy nhé. Có bao nhiêu thằng trên cùng một hàng thì các bạn sẽ gắn lần lượt vào các biến. Nếu có nhiều hàng ta đọc từng hàng một. Rồi, bây giờ đề bài là cho số A và số B, hãy tính tích của AB, thì ta gắn S bằng tích của A nhân B. Cũng gợi ý luôn các bạn, khi các bạn sử dụng code chương trình trên máy tính thì giữa toán tử và toán A, giữa các phép này các bạn gõ một dấu cách để cho nó đẹp nhé, cho nó rời nhau ra. Rồi sau đó sau khi tính xong ta in kết quả. Bình thường câu lệnh printf là để viết một biểu thức ra, nhưng nếu muốn viết ra file out, tức là file chứa kết quả, bởi vì khi nãy mình có một cái file out mình đặt tên nó là fo, đây là open bằng biểu thức này, mở tệp bài một lúa chấm out với tham số vk thì nó sẽ tạo tệp mới. Và khi gặp câu lệnh print này thì nó sẽ ghi dữ liệu vào câu lệnh câu à, gọi là ghi dữ liệu vào cái file đấy, và khi thoát ra khỏi chương trình thì ta thu được dữ liệu nằm ở trong file out. Đấy, như vậy thì các bạn đã biết cách đọc dữ liệu ở trong với kiểu dữ liệu tệp trong Python rồi. Vậy bây giờ để chạy chương trình, nếu bây giờ thầy ấn nút chạy chương trình thì nó sẽ báo lỗi, và khi các bạn nhìn thấy nó báo lỗi rằng ở dòng số 2 này không nhìn thấy cái tệp này ở đâu cả, không nhìn thấy file này. Vậy thì như vậy ta muốn chạy chương trình thì ta phải tạo file này, thì ta sẽ làm như sau. Ta vào file, chọn new tương ứng với tổ hợp phím an insert. Ở cửa sổ mới hiện ra ta chọn nút file. Trong cửa sổ new file ta gõ chữ bài một lúa chấm .inp. Đấy, rồi ấn enter. Khi đó cái file bài một lúa ở đây nó sẽ được tạo. Đấy, ta nhìn thấy nó gần giống như trong C cộng cộng. Ta mở đề bài ra, ta có số 4 và số 245. Ta có số 4 và số 245. Trước khi chạy ta ấn Ctrl S là để lưu lại bài, rồi ấn nút chạy chương trình. Khi chạy chương trình các bạn để ở file này các em ấn chạy cũng được, hoặc là để file này các em ấn chạy cũng được. Đấy, thì nó chỉ chạy đuôi cái file, đuôi mở rộng là đuôi pi. Khi chạy nó báo finish exit code 0, tức là đúng rồi. Và khi đó các bạn để ý bên tay trái của mình đây, bài một lúa chấm in đây, thì cái file bài một lúa chấm out nó ở dưới. Đấy, ta nháy đúp chuột vào đó thì cái file này nó báo ra kết quả là 980. Ta có thể thay đổi thứ tự các thẻ để cho nó phù hợp hơn. Ví dụ như thầy lấy 2 nhân 3, thầy thử chạy xem nó có bằng 6 hay không. Đấy, thầy ấn nút chạy nhé. Thì nó ra file out, nó ra bằng 6. Thầy thử thử lại 4 với 245. Chạy phát. Nó ra được 980 và thầy thấy à, nó ra được file out, như thế là được rồi. Khi đó thì các bạn có thể là thực hiện cái thao tác lưu bài lại là xong. Như vậy trên đây thầy đã hướng dẫn các em các cách thao tác làm việc với tệp trong Python. Chúc các bạn làm thành công trong quá trình học tập và ngôn ngữ lập trình, thì thầy có hướng dẫn các em học lập trình Pascal, C cộng cộng và Python, và lập trình về điều khiển IoT, các thiết bị mới tìm hiểu về IoT như lập trình điều khiển robot. Các bạn hãy liên hệ với thầy qua số Zalo là 085 451 8333 để thầy được hỗ trợ các bạn nhiệt tình nhất nhé. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh YouTube Đặng Tuấn Thành giúp thầy. Thầy cảm ơn. Chào cả nhà.